Đúng 10 năm trước thì bọn mình ra mắt cái ví Sen, thì nó có một cái thiết kế rất là đơn giản như vậy ha, là một cái ví nhỏ gồm hai ngăn và để được khoảng chừng 20 tờ tiền cũng như khoảng 4 đến 6 cái danh thiếp hoặc là cái thẻ. Thì lý do bọn mình làm ra cái ví Sen này là bởi vì lúc đó cái thế giới smartphone đang phát triển rất là mạnh và cái smartphone bắt đầu người ta làm cho nó lớn ra. Thì như vậy chúng ta cần phải mang theo một cái ví trong người, chúng ta cần phải mang theo một cái điện thoại trong người. Do đó khi cái điện thoại nó to ra thì cái ví nó cần phải nhỏ lại. Nó nhỏ lại bởi vì cái điện thoại nó đã chứa những cái thông tin của cái ví. Nó nhỏ lại bởi vì chúng ta cũng cần phải cân bằng được cái thứ mà chúng ta mang theo. Thì như vậy nếu cái ví nó cũng to như ngày xưa, cái điện thoại nó cũng to lên, thì như vậy chúng ta sẽ rất khó khăn để mà mang cả hai thứ cùng một lúc. Thì đó là lý do bọn mình làm ra cái ví sen. Thì tại sao đặt tên là ví sen? Thì thứ nhất đó là một cái tên rất là Việt Nam và nó là một cái tên rất dễ dàng để cho mọi người có thể nhớ được, gợi nhớ được. Về sau này thì rất là nhiều người khi mà tìm tới khắc tên thì người ta nhớ cái chữ ví sen nhiều hơn là cái chữ khắc tên. Và bọn mình tìm hiểu ở trên Google thì thấy rằng là người ta search cái từ ví sen nhiều hơn là cái từ khắc tên rất là nhiều. Thì như vậy, lý do bọn mình chọn cái ví sen là như vậy. Và sen cũng là tên của bạn gái mình, do đó mình đặt cho cái ví sen để cái phần nào đó nó ảnh hưởng tới cái ví này. Cái ví sen đó bọn mình có làm một cái biến thể, bọn mình gọi là ví sen bikini. Thì đây là cái ví sen bikini. Thì bọn mình ra mắt nó vào cái dịp hè, do đó bọn mình muốn nó có một cái hình dáng, nó một cái gì đó mang cái sự vui vẻ, mang cái sự hài hước. Thì do đó bọn mình làm một cái ví sen tên là bikini. Thì với cái ví sen bikini này thì ngoài cái chuyện là anh em vẫn có thể để được khoảng 20 tờ tiền cũng như 4 hoặc 6 cái thẻ trong ví, thì anh em có thể để những cái thẻ nào anh em hay dùng ở ngoài hai cái ngăn này. Đó, nó mang hình dáng của một bộ bikini của chị em phụ nữ, do đó rất là vui vẻ. Và mình thấy rằng là rất là nhiều bạn nam đã mua cái này tặng cho bạn nữ và nó mang lại một cái dấu ấn, một cái niềm vui cho người ta. Thì đó là ví sen bikini. Tiếp tục theo cái tiêu chí là làm ra những cái ví nhỏ gọn và đơn giản, thì bọn mình đã thiết kế ra một cái ví bọn mình gọi là ví sen 2. Thì cái ví sen 2 này là cái ví dành cho những người thích cái sự đơn giản. Tức là anh em không cần quan tâm đến cái suy nghĩ về cái chuyện là phải mở cái ví ra để lấy tiền ra hay lấy cái thẻ ra gì đó. Đơn giản là anh em cứ nhét tất cả mọi thứ vào đây. Và khi nào cần anh em cần banh đây em lấy ra thôi. Nó rất đơn giản. Và cái thiết kế của mình làm cho cái ví này có thể đựng một cái thẻ không thì nó cũng vững ở trong cái ví đó. Và anh em có để 5 cái thẻ thì nó cũng vững ở trong cái ví. Để 2 tờ tiền nó cũng vững và để 10 tờ tiền nó cũng vững. Hay 20 tờ tiền nó cũng vững, tức là nó không có rớt xuống. Thì bởi vì bọn mình may ở bên hông này đó, nó chít vô luôn luôn có một cái lực ôm vô. Thì hiện tại bọn mình vẫn bán cái ví sen 2 này mà người ta vẫn rất là thích. Những người thích sự đơn giản, người ta chỉ xem cái ví như một cái gì đó giữ một số cái đồ quan trọng của họ thôi, không có suy nghĩ nhiều về nó, thì ví sen 2 nó thỏa mãn được cái nhu cầu của người ta. Đây là ví sen 2, bọn mình gọi là ví sen đà điểu. Nó có một cái thiết kế giống như là cái ví sen ra mắt lần đầu tiên ha, nhưng mà thay vì bọn mình dùng da bò thì bọn mình dùng da của chân đà điểu. Cái lợi ích của nó là nó rất là mỏng, rất là nhẹ và càng sử dụng thì nó càng đẹp, nó càng bền. Cái da bọn mình dùng làm cái ví sen đà điểu này là bọn mình mua từ một cái trang trại đà điểu ở Nha Trang đó, và hiện tại bọn mình vẫn duy trì cái ví này và rất nhiều anh em thích cái ví này. Một cái sự khác biệt của cái ví này so với những cái ví kia đó là nó mắc tiền. Những cái ví da bò nó chỉ có giá 300, 500 ngàn thôi, còn cái ví đà điểu này nó tới hơn 1 triệu rồi. Rất là đẹp, rất là xịn. Tiếp tục với cái nhu cầu là làm sao cái ví nó vẫn phải nhỏ gọn. Và bọn mình đặt ra một cái thử thách là bây giờ những cái ví sen đời đầu hoặc những ví sen 2 hoặc là ví sen đà điểu á, thì nó gấp cái tiền lại. Và bọn mình muốn làm ra một cái ví vẫn đạt được cái sự nhỏ gọn đó nhưng mà tiền không bị gấp. Thì bọn mình đã làm ra cái ví sen 3. Và khi bọn mình làm được ví sen 3 thì bọn mình tạo ra luôn một cái nút hit ở đây. Đã rút 500. Và đây là một cái design của riêng khắc tên. Hiện tại rất là nhiều sản phẩm khắc tên dùng cái design 500 hit này và nó khác hoàn toàn so với lại những cái gì đã có ở trên thị trường. Thì ví sen 3 là một cái ví mà anh em sẽ để tiền vào và cái tiền nó sẽ phẳng ra. Và bên này anh em sẽ để được thẻ khoảng chừng 6 đến 8 thẻ. Và như vậy anh em vẫn có một cái ví ở trong tay. Tiền của anh em vẫn thẳng và thẻ anh em vẫn giữ được. Đó, thì bọn mình làm ra cái ví sen 3 là như vậy. Đây là cái ví sen 3 phiên bản châu Âu.
nó có một cái bề ngang to hơn để có thể đựng được những cái tờ tiền của châu Âu. Hầu hết những cái tiền nó sẽ có kích thước giống như tiền Việt Nam hoặc là tiền Mỹ hoặc là tiền Nhật. Tuy nhiên nhiều nước họ dùng cái tiền size lớn như là tiền châu Âu, cho nên bọn mình làm ra cái ví sen châu Âu. Và cái ví sen châu Âu đó là cái ví duy nhất có thể đựng được cái tiền lớn. Nó có cái thiết kế tương tự như ví sen 3 nhưng mà nó lớn hơn. Trên tay mình đang là ví sen to. Thì anh em nghe cái tên đó thì anh em đủ biết nó là một cái ví rất là to và dùng để chứa rất là nhiều thứ. Bên trong nó có hai cái ngăn lớn để có thể để được tiền thẳng ra, và nó có rất là nhiều cái ngăn để anh em có thể để được cái thẻ. Như vậy như anh em nào có rất là nhiều thẻ, như anh em nào có rất là nhiều giấy tờ, rất là nhiều tiền, cần một cái ví da để ở cái trạng thái gọn gàng đơn giản nhất, thì đó là cái ví sen to. Cái đặc điểm để có thể nhận dạng được cái ví sen to đó là bọn mình đã mang cái 500 hit ở cái ví sen 3 sang một cái phiên bản mới, và nó hit giữ cho cái ví nó luôn luôn ở cái trạng thái đóng lại như vậy. Do đó là anh em sẽ cảm thấy rằng là nó luôn luôn có cái form đẹp khi mà dùng ví sen. Thì một trong những cái điều mà bọn mình quan tâm khi mà làm ví sen đó là làm sao người ta cảm thấy cái ví nó đẹp, làm sao người ta muốn chụp hình đó người ta khoe. Hiện tại thì em thấy rằng là anh em xài ví và mọi người xài ví rất là nhiều, nhưng mà hầu hết nó chỉ đóng cái vai trò là một cái ví đựng tiền thôi. Một số anh em xài đồ hiệu thì chụp lên để cho thấy cái hiệu. Tuy nhiên đối với những anh em xài ví sen thì anh em sẽ thích, bởi vì anh em nhìn thấy nó đẹp, anh em nhìn thấy nó gọn gàng, và những thao tác của anh em với nó tạo được cái sự hài lòng, sự vui vẻ. Và đây là ví sen 4. Sau gần 10 năm thì bọn mình đã xuất bản ví sen 4. Thì ví sen 4 nó sẽ gần tương tự như cái tiêu chí ban đầu của ví sen 3, tức là bọn mình làm sao để vẫn giữ được cái tiền nó thẳng. Và bây giờ ví sen 4 thì bọn mình để nó được cái lượng thẻ tương tự ví sen 3 nhưng mà nó kín đáo hơn. Như vậy những anh em nào muốn cái nhu cầu như ví sen 3 nhưng mà khi mở ví ra thì nó kín đáo hơn và cái form ví nó vững chãi hơn thì ví sen 4 là cái lựa chọn của anh em. Như vậy là trong 10 năm qua thì các tên đã tung ra thị trường tổng cộng 8 cái ví khác nhau. Và hiện tại thì bọn mình vẫn tiếp tục bán 8 cái ví này, bởi vì mỗi cái ví đều đáp ứng được những cái nhu cầu khác nhau của người dùng. Bọn mình rất là vui, rất là cảm kích và chân thành cảm ơn đến khách hàng đã ủng hộ những cái ví sen, ủng hộ những cái ý tưởng mới lạ. Và bọn mình tự hào bởi vì bọn mình là những cái người thiết kế ra những cái ví này và sản xuất ra những cái ví này. Và tất cả những cái vật liệu bọn mình sử dụng, những cái công nghệ bọn mình sử dụng cũng đều tại và ở Việt Nam. Rồi, xin cảm ơn.